Chào các bạn, lấy hôm nay thì tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Giết người anh yêu trên tông rê thứ cho các bạn. Rồi bài này các bạn sẽ điểm với điệu Sidorok ha. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu của bạn tham khảo, không biết có dính bản quyền hay không nha. Nếu mà nãy giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu của mình thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Giết người anh yêu điều chương. Rồi gõ vậy nó sẽ ra cái clip hát mẫu. Các bạn xem clip hát mẫu để chút xíu mình chia sẻ tới đâu thì các bạn sẽ hình dung ra được liền và các bạn sẽ tập nó lẹ hơn ha. Đó. Còn nếu mà không dính bản quyền thì mình để xuyên suốt cho các bạn luôn nha. Rồi thì đầu tiên chỉ các bạn nốt solo trước rồi sau đó mình chia sẻ các bạn vào điểm hát sau nha. Rồi với tâm rê thứ theo cầu các bạn. Rồi nốt solo mình chia sẻ ở đây để các bạn solo cho nó hay nha. Rồi. Bài này đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối. Rồi đầu tiên nốt solo của đoạn 1. Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Là rê pha la la la. Người yêu anh có tội tình gì đâu, là rê pha la rê rê pha son, là rê pha la rê rê pha son. Rồi tiếp nàng lên xe hoài cưới. Rồi son si 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 son rê. Cái nó si này là nó si dán nha các bạn. Son si 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 son re. Nó si là si dán ha. Rồi tiếp. Ngỡ như xe tan mờ lối. Fa la 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 fa la.
Fa la 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 fa la. Rồi tiếp, sung sướng gì theo kẻ không yêu. Rê fa la, rê fa mi mi. Rê fa la, rê fa mi mi. Rồi xong nốt solo đoạn đầu tiên. Rồi bây giờ tới nốt solo đoạn thứ hai cho các bạn. Đoạn thứ hai thì những câu trên các bạn solo y chang như đoạn 1, chỉ thay đổi câu cuối cùng là các bạn solo được đoạn 2. Tại sao anh chẳng yêu người yêu anh. Rồi solo y chang như câu đầu đoạn 1 ha. Lòng anh ích kỷ nhưng nào anh hay, mà cha tham sang gà bán, nợ duyên xem như bài toán. Rồi từ đây solo y chang đoạn 1, giống như đoạn 1. Rồi khác câu này, phần làm con nàng phái vâng lời. Rồi thì các bạn có những nốt này. La la mi la la fa re. La la mi la la fa re. Rồi thay đổi câu này thôi là các bạn solo được đoạn 2 nha. Rồi bây giờ sẽ là nốt solo của điệp khúc. Anh ơi sao anh nghĩ rằng. Rồi chỗ này ha. Re 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 fa si. Cái fa này là fa thăng này. Fa si re 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 fa si. Rồi sao anh nghĩ rằng. Rồi tiếp, anh phải giết nàng. Rê mi rê la, rê mi rê la. Rồi tiếp, để nàng của anh mãi mãi. Rồi như vậy. Rê 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 son la si. Rê 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 son la si. Để nàng của anh mãi mãi. Rồi tiếp, thế nhưng khi anh giết nàng. Rồi rê si 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 rê mi. Rê si 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 rê mi. Rồi tiếp, anh sẽ vui gì hay là anh khổ đau hơn. Anh sẽ vui gì si rê si mi. Lặp lại bốn cái nốt này vừa rồi ha. Rồi tiếp, hay là anh khổ đau hơn. Rồi vậy. Son mi son si la la. Son mi son si la la. Rồi, là anh khổ đau hơn. Rồi. Rồi là xong nó solo được khúc ha. Còn đoạn cuối thì các bạn cứ solo y chang như đoạn 2 là được. Đoạn 2 thế nào đoạn cuối các bạn solo y chang vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Rồi bây giờ các bạn ghi intro. Intro các bạn đàn đây luôn đi ha. Rồi câu đầu tiên. La re fa la. Các bạn ngưng xíu ha. Rồi tiếp. La la do re. Hoặc là la 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 do re. Hai cái lá cũng được. Hoặc một cái lá cũng được. La re fa la. Rồi ngưng cái đi. Rồi đàn tiếp. La 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 do re. Rồi sau đó chèn hai nhịp xì lù róc. Chắc bùm bùm chắc 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 bùm bùm. Rồi thêm hai cái chát nữa. Tức là cái kiểu đàn xì lù róc là kiểu số 2. Intro này các bạn sẽ chèn theo kiểu số 2. Cách đàn mình chia sẻ bạn 4 kiểu đàn điệu xì lù róc. Rồi các bạn cứ gõ 4 kiểu đàn xì lù róc điệu chương sẽ ra clip đó. Xem clip đó xong các bạn ở đây mình nói kiểu 2 là các bạn biết kiểu 2 đàn thế nào nha. Mình không nhắc lại từng kiểu đàn nha các bạn cứ xem clip đó giùm mình nha. 4 kiểu đàn xì lù róc á. Rồi intro thì chèn theo kiểu số 2 ha. La re fa la. La 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 do re chắc chắc chắc. Bum bum chắc chắc chắc. Bum bum chắc chắc. Tức là hai nhịp của kiểu 2. Rồi sau đó thêm hai cái chát nữa. Chắc chắc. Rồi đàn câu thứ 2. La re fa la. Bốn nốt này y chang bốn nốt đầu. Rồi tiếp. Do re fa son. Do re fa son. Rồi cũng chèn hai nhịp kiểu 2. Bấm son thứ nha. Chỗ này các bạn bấm son thứ bấm tắt. Thấy bấm tắt là như âm chặn mình đã chia sẻ các bạn luôn hết rồi đó nha. Ở đây là son thứ bấm tắt nè. Rồi. Son chắc chắc chắc. Bum bum chắc chắc chắc. Bum bum chắc chắc chắc. Nó hai nhịp của kiểu 2 rồi thêm ba cái chát nữa. Ở câu đầu tiên đàn hai nhịp kiểu 2 rồi thêm hai cái chát. Rồi đàn câu số 2. Xong câu số 2, đàn hai nhịp kiểu 2 thì ba cái chát. Rồi đàn câu số 3 ha. Rồi câu số 3. Son son fa la fa re. Bấm lại re thử bấm tắt luôn ha. Chắc 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 ba cái chát thôi. Rồi đàn tiếp câu thứ 4. Mi mi re fa re la. Chỗ này bấm la trưởng bấm tắt luôn. Rồi đàn ba cái chát. Chắc 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 nó chèn ba cái chát. Rồi đàn tiếp. La mi son la fa re. La mi son la fa re. Rồi bấm rê thứ, chèn hai cái chát thôi, chát chát. Rồi chạy về đây lót câu quen thuộc với các bạn. Rê mi fa son, son son fa mi rê. Câu này rất quen thuộc rồi ha. Với kiểu lót của xì lù róc á, mình đã chia sẻ các bạn rất nhiều rồi. Rê mi fa son, son son fa mi rê. Rồi xong ngưng luôn, bắt đầu vào bài.
Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Ngay yêu mình bắt đầu mới đàn lên nha. Rồi, hoặc là các bạn vuốt dây đàn. Tại sao anh muốn vuốt dây? Giết người anh yêu. Nó vậy đó. Từ yêu của mình thả ra. Thì cách vuốt dây đàn mình đã chia sẻ các bạn rồi. Các bạn cứ gọi vuốt dây đàn từ trường thì sẽ ra nha. Còn không thì cứ bình thường. Hết intro. Rồi ngưng hát. Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Ngày yêu bấm đây thứ xìu rắp lên đó, khỏi giúp gì đàn cũng được. Rồi áp dụng thế nào thì các bạn. Rồi đó là nguyên cái intro. Thì nó mình sẽ đi nhanh để mất thời gian các bạn. Thì các bạn nào theo kiểu các bạn có thể tua lại hoặc bấm đứng lại ha. Và mình có ghi á từng dãy nốt, có ghi dãy số phía sau. Dựa vào đó các bạn biết sẽ đàn dây nào, bấm chỗ nào, chèn vào ra sao nha. Bây giờ mình sẽ bỏ hết cái dãy số đi. Rồi chừa cái dãy nốt, hợp âm và cách chèn. Rồi các bạn cứ dựa vào đó, các bạn tập từ từ, từ chậm tới nhanh là các bạn sẽ intro được cái intro này nha. Mình sẽ ví dụ lại, các bạn tham khảo lại, chậm cho các bạn tham khảo lại một lần nữa nè. Các bạn sẽ đàn chậm thôi, rồi từ từ mới tăng tốc lên ha. Thì các bạn cứ tập chậm chậm từ từ như vậy được rồi, quen hết rồi, thuộc hết rồi, rồi tăng tốc lên. Rồi tốc độ thì tùy theo thích của bạn thôi, cứ siêu rock các bạn áp dụng. Còn tốc độ nhanh chậm thì tùy mỗi bạn ha. Bây giờ mình sẽ mẫu lại intro lần nữa, các bạn tham khảo lại, rồi mình sẽ vào đoạn đầu tiên cho các bạn nha. Rock rải dây kiểu 1, áp đoạn 1 áp dụng kiểu 1 nha các bạn. Đấy là như mình nói các bạn là mình không nhắc lại từng kiểu đàn nha. Xem clip 4 kiểu đàn siro rock các bạn sẽ biết kiểu 1 rải như thế nào nha. Rồi. Xung quanh gì theo ké không yêu, còn không thì các bạn thích. Nói chung là các bạn quen kiểu nào các bạn áp dụng cái đó, một kiểu xuyên suốt từ đầu tới cuối cũng được luôn, miễn siro rock là được nha. Cứ từ đầu tới cuối cũng được luôn. Rồi. Thì đoạn 1 như vậy, các bạn cứ rải hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó. Cuối đoạn 1, xung xuyến gì theo ké không yêu, về la bãi. Ở đây mình nói la bãi, các bạn không sử dụng la bãi, sử dụng la trưởng cũng được luôn. Với rê thứ, tông rê thứ thì các bạn sử dụng la bãi hay là trưởng cũng được ha. Rồi, la bãi, không yêu, rồi nếu rải thì vẫn rải. Yêu, rồi, và 2, 1, 2, 3. Rồi dặm, la, một cái la bãi, rồi la, ba cái la bãi, la, thả ra, không bấm dây nào hết, thả thẳng ra luôn. Đàn dây không á, rồi la, bấm lại la bãi ha. Yêu và 2 1 2 3 la. Vậy đó, rồi ngưng hát đoạn 2 ha. Sung sướng gì theo kẻ không yêu, tại sao anh chẳng yêu người yêu anh. Nó đoạn 1 và đoạn 2 là như vậy, cứ dậm la, rồi ngưng hát đoạn 2. Qua đoạn 2 áp dụng kiểu số 2 là cái kiểu giống intro nãy đó nha. Rồi kiểu siro số 2 đó. Ví dụ như chuyển qua là nãy đầu và intro qua đoạn 1 thì các bạn rút dây, còn bây giờ ví dụ đoạn 1 qua đoạn 2 thì các bạn gõ thùng. Đó, ví dụ hết đoạn 1 qua đoạn 2. Sung sướng gì theo kẻ không yêu, tại sao anh chẳng yêu người yêu anh. Rồi,
gõ thùng chuyển đoạn siêu rock mình cũng đã chia sẻ các bạn luôn rồi. Các bạn cứ gõ clip gõ thùng chuyển đoạn siêu rock điêu chương, gõ vậy sẽ ra clip đó để các bạn áp dụng ha. Nói chung thì thêm này thêm kia cho nó phong phú bài hát thôi, chứ thực ra các bạn áp dụng thế nào thì theo mỗi bạn thôi, không gõ thùng không rút dây gì cũng được, cứ từ đoạn này chuyển qua đoạn kia như vậy là cũng được rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hết đoạn 1 qua đoạn 2 rồi mình sẽ đi tiếp cho các bạn nha. Sung sướng gì theo kẻ không yêu, tại sao anh chẳng yêu người yêu anh, lòng anh tình kỹ nào anh hay, mẹ cha tham san gà bán nợ duyên xem như bài toán, và làm con làm phải vâng lời. Đó là nguyên đoạn 2 là điểm dạy. Đoạn 2 áp dụng kiểu số 2 và hợp âm tới đâu chuyển tới đó, cũng giống như đoạn 1 thôi. Cuối đoạn 2 thì dạy là chủ âm thôi nha. Rồi lời hợp và hợp âm lúc nãy mình ghi bằng hành cái gì đó các bạn điểm ha. Rồi cuối đoạn 2 phần làm con nàng phải vâng lời về rê thứ. Rồi bấm rê thứ chát chát, đàn hai cái chát thôi rồi lót rê mi fa son 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 fa mi rê, còn lót y chang trô vậy nãy ha. Đó, và cũng rất quen thuộc với các bạn rồi ha. Rồi lót này xong bắt đầu quạt kiểu 3 hoặc kiểu 4 lên rê mi fa son son fa mi rê. Rê này xong bấm vô rê trưởng liền nha các bạn. Các bạn quạt kiểu 3 kiểu 4 lên mà bấm rê trưởng quạt nha, tại vì điệp khúc này nó qua tông trưởng nha. Rồi đó là đầu vào tông thứ, đoạn 2 tông thứ điệp khúc nó qua trưởng, thì mình đang áp dụng tông rê thì mình sẽ sử dụng rê trưởng, hết điệp khúc trở lại rê thứ ha, điệu đoạn cuối đó. Rồi rồi bây giờ mình sẽ ví dụ hết đoạn 2 qua điệp khúc cho các bạn nha. Rồi cứ lời và âm của điệp khúc trên màn hình. Thì nói chung thì những hợp âm đi theo tông rê trưởng thì mình cũng đã chia sẻ các bạn rồi. Rê trưởng thì có son trưởng nè, rồi la bãi nè, phá thăng thứ, si thứ và mi thứ. Nói chung các bạn cứ gõ cái clip mà guitar điểm hát, các bạn gõ guitar điểm hát điêu chương, gõ vậy sẽ ra clip đó. Trong clip đó các bạn sẽ biết được tất cả các hợp âm thứ cũng như tất cả âm trưởng, có những từng tông nhạc có những hợp âm nào đi theo tông thứ, tông trưởng gì tất cả luôn nha. Các bạn xem clip đó các bạn sẽ nắm được hết nha. Ở đây mình không nhắc lại thế bấm của từng hợp âm, xem clip đó các bạn sẽ biết thế bấm của từng hợp âm luôn, và mỗi tông nhạc có những hợp âm đi theo các bạn biết hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ hết đoạn 2 và điệp khúc cho các bạn. Các bạn cứ nhìn lời và hợp âm của điệp khúc trong màn hình, các bạn cứ quạt đều tay kiểu 3 hoặc kiểu 4 gì cũng được. Ở trong clip 4 cái đàn siro rap đó. Rồi các bạn cứ chuyển hợp âm thôi cho hết điệp khúc nha. Rồi. Ví dụ nè. Nợ duyên xem như bài toán, phần làm con nằm tay vâng lời. Quạt lên. Anh ơi, sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng để nàng của anh mãi mãi. Thế nhưng khi anh giết nàng, anh sẽ các bạn điểm dễ ha. Rồi cái điều tài quạt kiểu 3 hoặc kiểu 4 cho hết điệp khúc. Hay là anh cố đau hơn. Rồi về là bãi hoặc là trưởng cũng được, các bạn quạt thì các bạn cao trào thì các bạn bấm âm chặn luôn đi cho hay ha. Chặn là trưởng cái này cho hay, hoặc là bãi này cũng được, hoặc là bãi này cũng được, hoặc là trưởng nó được, nói chung cho nào cũng được. La đó là được nha. Rồi, đau hơn. Rồi về là trưởng. Rồi đang quạt thì rắc rắc chắc. Rắc 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 chắc. Xuống lên xuống chắc. Cái này mình đã chia sẻ các bạn trong kiểu 3 kiểu 4 rồi đó, thì cứ xuống lên xuống chắc. Rồi giảm. Si 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 la. Bài si si án trưởng á. Si 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 la. Vậy đó ha. Si 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 la. Rồi ngưng hát đoạn cuối vậy đó ha. Thế là anh cố đau hơn. Rồi bấm la trưởng. Rắc 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 chắc. Si 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 la. Rồi ngưng hát đoạn cuối. Giờ đây anh đã hiểu nàng phải không. Qua đoạn cuối áp dụng trở lại kiểu số 2 ha. Đó, rồi đó là hết điệp khúc qua đoạn cuối là như vậy. Rồi các bạn chú ý bây giờ mình sẽ ví dụ lại cho các bạn hết điệp khúc qua đoạn cuối nha. Rồi. Hay là anh khổ đau hơn. Thôi ví dụ xa xa đây, đây gần quá nhiều các bạn không, không nguyên cái điệp khúc luôn để các bạn dễ hình dung luôn ha. Hết điệp khúc qua đoạn cuối mình sẽ lại nguyên cái điệp khúc luôn đi. Chứ bắt từ nhà đó là các bạn khó hình dung lắm. Nguyên điệp khúc luôn. Anh ơi, sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng để đàn của anh mãi mãi. Thế nhưng khi anh giết nàng,
y chang đoạn 2 là được. Đoạn 2 thế nào, đoạn cuối vẫn áp dụng y chang vậy ha. Rồi, hết đoạn cuối. Thôi chị gọi anh đừng có bằng lòng, thì cũng lót chát chát, chèn hai cái chát thôi rồi lót. Rê mi fa son 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 fa mi rê, giống như cuối đoạn 2 đó. Đó là đoạn cuối đoạn 2 y chang nha. Rồi, lót xong các bạn sẽ hát lặp lại ngay chỗ này. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng hết, thì thôi anh, rồi, thì thôi anh là la bãi. Rồi, giữ la bãi đàn hát nhịp. Thì thôi anh. Rồi ngưng hát tiếp 4 chữ. Đừng có băng lòng. Băng lòng về rê thứ. Bấm rê thứ. Lòng. Quạt xuống cái hoặc bài đàn bát rê cái. Lòng. Rồi sau đó chát chát. Chèn hai cái chát thôi. Thì thôi anh. Đừng có băng lòng. Chát chát. Rồi đàn intro. Intro thế nào? Bây giờ kết ao bạn đàn cái trang vậy. Tức là kết out bài này y chang intro. Mà trước khi cái đàn cái intro á, thì các bạn nhớ chát chát ha. Đừng có băng lòng chát chát ở đằng lòng chát chát. Ta re fa la la na do re. Y chang intro thế nào, đàn y chang vậy. Vậy đó ha, nó y chang intro không khác gì hết. Rồi, vậy nha, tóm lại kết out giống y chang intro. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn tham khảo lại. Hát hết bài, hát lặp lại từ ngay chỗ dù cho hôm nay nàng chết ha. Rồi sau đó sẽ kết out cho các bạn nha. Rồi, ví dụ hát hết đoạn cuối nè. Thì thôi anh đừng có băng lòng. Hát lặp lại. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng hết. Thì thôi anh đừng có băng lòng. Hôm nay mình đã tính xong cho các bạn theo cầu các bạn bài giết người anh yêu tâm rì thứ cho các bạn. Rồi thì còn chỗ nào mơ hồ chưa hình dung ra được, các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.